Tường xin kính chào toàn thể quý vị đang theo dõi. Và ngày hôm nay Cát Tường muốn dính một ít thời gian của mình để chia sẻ cho quý vị một cái cách thức làm đẹp mà Tường thấy rất là hữu hiệu cho bản thân mình. Cát Tường thì quý vị cũng biết năm nay đã 40 tuổi rồi. Và theo như những gì mà Tường am hiểu về cái lĩnh vực làm đẹp thì Tường cũng có khá nhiều chuyên môn. Và khi mà người phụ nữ bước vào cái thời kỳ tiền mãn kinh thì cái lượng estrogen ở trong cơ thể sẽ suy giảm, người ta gọi là nội tiết tố nữ sẽ bị suy giảm rất là nhiều. Lúc này thì người phụ nữ sẽ có những cái triệu chứng giống như là thậm chí là biếng ăn, mất ngủ, trong người cảm thấy hay khó chịu, bốc hỏa. Và đặc biệt là làn da của chị em phụ nữ vào giai đoạn tiền mãn kinh này sẽ suy giảm rất là nhiều. Da nó sẽ không còn cái độ đàn hồi, không còn căng mọng như lúc mà chúng ta còn trẻ nữa. Bởi vậy chị em phụ nữ chúng ta phải ý thức được và chuẩn bị cho chúng ta một cái tâm lý để bước vào một cái giai đoạn tiền mãn kinh sao cho là chúng ta vượt qua giai đoạn này một cách dễ dàng nhất, và quan trọng là bảo vệ được cái làn da của mình một cách tối ưu nhất. Hiện nay trên thị trường thì cũng có rất là nhiều dòng sản phẩm để chăm sóc cho da mặt. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng tôi giới thiệu một dòng sản phẩm này với quý vị, đó là dòng sản phẩm của Oriflame. Mới gần đây thì có một người bạn đã gửi tặng cho tôi một dòng sản phẩm rất mới của Oriflame, đó chính là sản phẩm Novastime Restore này. Bởi vì cái Oriflame nó không có lạ với tôi nên tôi cho mình một cơ hội và cũng như là trải nghiệm thử dòng sản phẩm này. Sau một thời gian ngắn sử dụng thì tôi cảm thấy là dòng sản phẩm mới này nó rất phù hợp với da của Cát Tường, và hôm nay Cát Tường muốn chia sẻ với mọi người thì hy vọng các chị em phụ nữ cũng sẽ có một cái cảm nhận đồng điệu với Cát Tường. Tại vì cái tuổi tiền mãn kinh nó đến với chị em phụ nữ tùy theo cái cơ địa và cái thể trạng từng người, bắt đầu từ 30 đến 35 là cơ thể của chúng ta đã có những cái thay đổi, cho nên chúng ta phải ngăn ngừa chứ không phải để đến cái giai đoạn mà chúng ta phải điều trị và phải hốt hoảng về điều đó. Đặc biệt với chị em phụ nữ tiền mãn kinh, những cái lứa tuổi mà đã nội tiết tố nữ trong cơ thể đã giảm dần rồi, cái lượng estrogen trong cơ thể đã giảm dần rồi, thay vì chúng ta phải uống thuốc thực phẩm chức năng để làm đẹp thì chúng ta ý thức ngay từ đầu, chúng ta bắt đầu sử dụng thử, trải nghiệm thử với dòng sản phẩm Novastime Restore này thì chúng ta sẽ thấy làn da của chúng ta cải thiện. Quan trọng là gìn giữ, chống và ngăn chặn cái lão hóa nó đến với cơ thể của chúng ta. Và đặc biệt nhớ nha, khi mà chúng ta sử dụng đúng cách, đừng bỏ qua bất kỳ một bước nào. Bước thứ nhất là chúng ta phải làm sạch da, bước thứ nhì là sử dụng cho mắt, bước kế tiếp đó là cái serum để làm cho cái kem nó thẩm thấu vào da mặt của mình, và bước cuối cùng đó là hai cái hộp kem dưỡng da dưỡng ngày và dưỡng đêm. Dưỡng ngày thì có kèm theo chất chống nắng nữa, cho nên quý vị yên tâm. Khi mà chúng ta trải nghiệm đầy đủ tất cả 4 bước của dòng sản phẩm này thì Tường tin chắc rằng quý vị sẽ cảm thấy hài lòng với những gì mà hôm nay các Tường chia sẻ. Không có người phụ nữ nào xấu cả, chỉ có những người phụ nữ không biết làm đẹp. Hy vọng với những trải nghiệm ngày hôm nay quý vị sẽ cảm thấy hài lòng. Nếu mà quý vị xài tốt thì hãy giới thiệu cho tất cả nhiều người cùng trải nghiệm nữa, để tất cả chị em phụ nữ chúng ta cùng đẹp. Cảm ơn quý vị.